Kinh Pháp Cú 11 Phẩm Già, diễn đọc và trình bày Thùy Linh. Cười gì, hân hoan gì, khi đời mãi bị thiêu, bị tối tăm bao trùm, sao không tìm ngọn đèn? Hãy xem bong bóng đẹp, chỗ chất chứa vết thương, bệnh hoạn nhiều suy tư, thật không gì trường cửu. Sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mỏng manh, nhóm bất tịnh đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Như trái bầu mùa thu, bị vất bỏ quăng đi, nhóm xương trắng bồ câu, thấy chúng còn vui gì? Thành này làm bằng xương, quét tô bằng thịt máu, ở đây già và chết, mạng lừa đảo chất chứa. Xe vua đẹp cũng già, thân này rồi sẽ già, pháp bậc thiện không già, như vậy bậc chí thiện, nói lên cho bậc thiện. Người ít nghe kém học, lớn già như trâu đực, thịt nó tuy lớn lên, nhưng tuệ không tăng trưởng. Lang thang bao kiếp sống, ta tìm nhưng chẳng gặp, người xây dựng nhà này, khổ thai phải tái sanh. Ôi người làm nhà kia, nay ta đã thấy ngươi, ngươi không làm nhà nữa, đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tâm ta đạt tịch diệt, tham ái thảy tiêu vong. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cò già bên ao, ủ rũ không tôm cá. Lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền, như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Kinh Pháp Cú 11 Phẩm Già, diễn đọc và trình bày Thùy Linh.